bà Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân con dâu mới bị cộng đồng mạng tấn công, tiếp nối chuỗi drama không ngừng nghỉ trên mạng xã hội mới đây. Bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream, giao lưu và chia sẻ nhiều vấn đề với cộng đồng mạng. Cụ thể, bà đã bày tỏ sự bức xúc khi một số người, được cho là phe cánh của ông Võ Hoàng Yên, dùng các tài khoản mạng xã hội để công kích bà và người thân trong gia đình. Đáng chú ý, con dâu mới của vợ chồng Dũng Lò Vôi, Quế Long cũng là nạn nhân trong loạt tấn công mạng xã hội lần này. Hiện tại, Quế Long đã khóa trang Facebook cá nhân. Bà Phương Hằng chia sẻ rằng các thành viên trong gia đình đều rất mệt mỏi. Ông Dũng Lò Vôi còn nhận được những tin nhắn thêu dệt từ những người này. Hiện tại, bà Hằng đang nhờ luật sư can thiệp để xử lý những tài khoản mạng xã hội gây rối trên. Bà Nguyễn Phương Hằng đang là cái tên gây sóng gió mạng xã hội, bắt nguồn từ câu chuyện tố cáo thần y Võ Hoàng Yên lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Bà Hằng đã nhân rộng drama, nhắc đến tên nhiều nghệ sĩ trong câu chuyện này. Trong đó, có thể kể đến những cái tên đình đám của Vbiz như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, cựu người mẫu Trang Trần, diễn viên Trịnh Kim Chi. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản bật ngược bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã xuất hiện khiến chuỗi drama dường như được kéo dài thêm. Hàng tuần, bà Hằng đều tổ chức các buổi livestream để nói rõ về các vấn đề lùm xùm, ồn ào xung quanh mình. Chưa hết, trong livestream ngày 9 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tỏ thái độ gay gắt với một số nghệ sĩ từng đụng chạm tới bà. Trong đó, việc bà Phương Hằng nhắc đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Bây giờ biết ra người ta càng sợ giới ca sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ. Người ta sợ quá, đụng vô giống như đụng ổ kiến lửa vậy. Chính giới nghệ sĩ tự thừa nhận điều đó mà. Nghệ sĩ các người kết bè kết phái với nhau, nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Có người nói, tôi mà đụng vào Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị Đàm Vĩnh Hưng vạch mặt ra. Đàm Vĩnh Hưng có giỏi thì cứ vạch đi, vạch 1000 lần cũng không làm gì được tôi. Đàm Vĩnh Hưng nên nhớ, tôi vẫn là bà, chủ Đại Nam, vẫn rạng rỡ, vẫn lương thiện, bà Hằng nói trong livestream. Bà Phương Hằng quyết không bỏ cuộc, làm cho ra lẽ hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên, đồng thời sẽ cho những ai từng chửi rủa bà vô cớ phải hối hận. Trước đó, trong livestream ngày 30 tháng 4, bà Hằng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng nói mình kém sang trên mạng xã hội. Đàm Vĩnh Hưng em đâu lạ gì chị, nhiều khi thấy chị nói Hoài Linh em cũng đau lòng lắm nên em không kêu thẳng mặt chị ra chửi, mà em nói chị kém sang. Tôi với Đàm Vĩnh Hưng có chung sở thích kim cương, nhưng tôi sang hơn Đàm Vĩnh Hưng là tôi mua xong tôi trả tiền mặt, còn Đàm Vĩnh Hưng thì mua trả góp, bà Nguyễn Phương Hằng nói khi livestream. Trước hành động này của bà Phương Hằng, nam ca sĩ cũng ngay lập tức đáp trả bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân. Vâng, em nghèo nên em phấn đấu theo cách của người nghèo. Em có góp hay không thì cũng là tiền em đánh đổi bằng mồ hôi và sức lực của em hàng đêm. Khi em báo lương hát cho chị cũng mặc cả trả giá 5 lần 7 lượt mới chịu mà chị. Em cũng không lấy không tiền của chị Hằng hay phải đi cướp giật của ai để phục vụ đam mê hột xoàn của mình. Trên thực tế đây không phải lần đầu tiên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bà Nguyễn Phương Hằng lôi vào drama này.